Năm tin nóng nước Mỹ bạn nên biết trong ngày 8 và 9 tháng 4 năm 2021. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US 1040, một năm tin nước Mỹ mà bạn nên biết, được thực hiện tại Cali ngày 8 tháng 4 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị các bản tin nóng liên quan đến nước Mỹ như sau. Bản tin thứ nhất. Các đột biến mới của coronavirus đang lan rộng ở Hoa Kỳ. Bản tin thứ hai. Các sắc lệnh hành pháp thắt chặt kiểm soát súng ống được thông báo bởi Tổng thống Biden. Bản tin thứ ba. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên ngày 8 tháng 4 tăng điểm mạnh. Bản tin thứ tư. Lỗ hổng lớn trong kế hoạch chống lại biến thể SARS-CoV-2 làm chuyên gia Mỹ đau đầu. Bản tin thứ năm. Tỷ giá đồng đô la hôm nay 8 tháng 4 giảm sâu khi giới đầu tư lo ngại lạm phát Mỹ. Sau đây là chi tiết các bản tin. Bản tin thứ nhất. Các đột biến mới của coronavirus đang lan rộng ở Hoa Kỳ. Thật là một đáng tin lo ngại khi giới chức y tế Mỹ cho biết tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng và số ca nhập viện không giảm. Và quan trọng hơn cả chính là những đột biến mới của coronavirus đang lan rộng ở đất nước này. Tổng thống Biden mới đây vừa lên tiếng đánh giá số người chết tiếp tục giảm, ít hơn nhiều so với tháng Giêng, nhưng ở một số nơi, con số này lại đang tăng. Vậy sự thực là thế nào? Trước hết chúng ta chú ý đến việc ông Biden nhấn mạnh rất rõ ràng là nhờ những thành công đã đạt được hiện nay mà toàn bộ người dân đến tuổi trưởng thành ở Mỹ sẽ được chủng xong không phải vào ngày 1 tháng 5 như kế hoạch trước đó mà là vào ngày 19 tháng 4. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ sớm có đủ liều lượng vaccine để cung cấp cho các quốc gia khác. Báo giới Mỹ cũng nói nhiều về việc Hoa Kỳ đang trên đà đạt được mục tiêu của Tổng thống Biden là tiêm 200 triệu liều trong 100 ngày đầu tiên tại vị của tân lãnh đạo. Nhưng điều đáng lo lắng vẫn còn đó khi tại khu vực vịnh San Francisco lần đầu tiên ghi nhận chủng coronavirus Ấn Độ đột biến kép. Có lẽ đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận biến thể coronavirus này ở Hoa Kỳ. Ca nhiễm C coronavirus biến thể Ấn Độ được xác nhận nhờ các chuyên gia tại phòng thí nghiệm virus học lâm sàng Stanford. Vị trưởng phòng thí nghiệm nơi đây cho biết thêm, 7 trường hợp nghi ngờ nhiễm loại biến thể này đang được kiểm tra và cho biết kết quả trong tuần này. Tin chung cho hay đột biến kép được phát hiện trước đó ở Ấn Độ có đồng thời 2 đột biến, nhưng đến nay vẫn chưa biết liệu nó có khả năng lây nhiễm cao hơn hay có tính kháng vaccine hay không. Các chuyên gia Mỹ bày tỏ lo ngại rằng biến thể này có thể lây nhiễm nhiều hơn, vì nó chiếm khoảng 20% các trường hợp nhiễm coronavirus được xác định ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Nhưng cũng có một số chuyên gia khác lưu ý rằng họ tin tưởng vào hiệu quả tiêm vaccine chống lại biến thể này, căn cứ vào những gì đã biết về hiệu quả của vaccine chống lại các biến thể Nam Phi và Cali. Bản tin thứ hai. Các sắc lệnh hành pháp thắt chặt kiểm soát súng ống đã được thông báo bởi Tổng thống Biden. Tin mới nhất cho hay Tổng thống Biden vào thứ Năm thông báo một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm kiểm soát súng ống, ngăn chặn tất cả các hình thức bạo lực súng ống từ thảm sát, bạo lực cộng đồng, bạo hành gia đình hay tự sát. Ông cũng đề cử cựu đặc vụ ATF David Chapman làm lãnh đạo mới của cơ quan rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ. Đặc biệt là Tổng thống sẽ chỉ thị cho Bộ Tư pháp trong 30 ngày đưa ra quy định nhằm ngăn chặn sự gia tăng của những khẩu súng mà, hiểu là súng tự ráp không được đăng ký hay ghi danh. Nên biết là súng mà hiện không được liệt vào danh mục súng cầm tay các loại, và vì vậy có thể được bán hợp pháp mà không có số seri hay kiểm tra lý lịch. Vì sao vấn đề trở nên nghiêm trọng? Hiện có tin đồn là Tổng thống Biden đang phải đối mặt với áp lực từ dân chủ và giới ủng hộ kiểm soát súng ống,
cần phải có hành động tức thì để giải quyết bạo lực súng ống sau những vụ thảm sát gần đây ở Georgia, Colorado và Cali. Nói biết thêm là Tổng thống cũng chỉ thị cho Bộ Tư pháp đưa ra dự luật báo động Red Flag kiểu mẫu cho các tiểu bang làm theo. Luật này sẽ cho phép cảnh sát hoặc thân nhân thỉnh nguyện tòa tạm thời tịch thu súng ống từ những người đang có khủng hoảng. Luật Red Flag trước đây nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng sau các vụ thảm sát vào năm 2019. Bản tin thứ 3. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên ngày 8 tháng 4 tăng điểm mạnh. Tin nóng nhất cho hay chốt phiên 8 tháng 4, chỉ số Dow Jones tăng 57,31 điểm lên 33.503,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,22 điểm lên 4.097,17 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 140,47 điểm lên 13.829,31 điểm. Theo báo giới nhận định, các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 8 tháng 4 lên điểm nhờ giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ tăng mạnh. Một ghi nhận đáng chú ý là 6 trong 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, trong đó lĩnh vực công nghệ tăng mạnh nhất với 1,42%, lĩnh vực năng lượng giảm mạnh nhất với 1,36%. Ngoài ra, theo ghi nhận chung về tình hình nền kinh tế, báo cáo ngày 8 tháng 4 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này tăng 16.000, lên 744.000 đơn vào tuần trước. Nó đã đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp, so với mức đã điều chỉnh của tuần trước đó là 728.000 người. Bản tin thứ tư, lỗ hổng lớn trong kế hoạch chống lại biến thể SARS-CoV-2 làm chuyên gia Mỹ đau đầu. Giới quan sát đánh giá chung rằng cuộc chạy đua để sản xuất đủ vaccine COVID-19 cho hơn 7 tỷ người trên thế giới sắp trở nên khó khăn hơn, khi các nhà sản xuất và các quốc gia đang sẵn sàng cho liều vaccine thứ hai để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của các biến thể. Vì sao vậy? Một thực tế đầy lo lắng là tìm ra loại vaccine có thể ngăn ngừa các biến thể SARS-CoV-2 mới chỉ là phần đầu của cuộc chiến chống COVID-19. Theo nhiều chuyên gia vaccine và các quan chức y tế của chính quyền ông Biden, Mỹ hầu như không có khả năng sản xuất vaccine sửa đổi hoặc liều nhắc lại cùng với các phiên bản gốc. Việc thiết lập các cơ sở sản xuất bổ sung có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Một thực trạng cần nhận ra rằng hiện tại, bởi các công ty như Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson vẫn đang chạy đua để hoàn thành các đơn đặt hàng vaccine COVID-19. Việc cho ra mắt mũi tiêm vaccine thứ hai sẽ yêu cầu các nhà máy chuyển đổi dây chuyền sản xuất hiện đang sử dụng cho loại vaccine đầu tiên. Trong một số trường hợp, điều này sẽ yêu cầu kích hoạt các quy trình sản xuất mới. Hiện chính quyền ông Biden đang nỗ lực nghiên cứu để tìm hiểu cách thức lây lan của các biến thể mới nhằm thay đổi các chiến lược tiêm chủng. Tuy nhiên, việc thiếu năng lực sản xuất đang hạn chế các lựa chọn của Mỹ. Một tin vô cùng nóng là Moderna, Pfizer và AstraZeneca đã tập trung vào nghiên cứu biến thể trong các thử nghiệm lâm sàng, với kết quả ban đầu dự kiến sẽ có trong vòng 2-3 tháng. Chính phủ Mỹ đang khuyến khích AstraZeneca, Sanofi và các nhà sản xuất vaccine khác tập trung vào việc sửa đổi các liều vaccine ban đầu để ngăn chặn các biến thể. Johnson & Johnson đang nghiên cứu xem liệu hai liều vaccine có tốt hơn một liều tiêu chuẩn hiện nay hay không, nhưng họ không cố gắng sửa đổi công thức sản xuất của mình. Một tin khác cho biết, Moderna đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một mũi tiêm nhắc lại và một loại vaccine sửa đổi với Viện Y tế Quốc gia Mỹ vào cuối tháng 3. Pfizer-BioNTech cũng đã bắt đầu các thử nghiệm tăng cường với vaccine gốc vào tháng 2 và cho biết họ đang đàm phán với các cơ quan quản lý về một loại vaccine dành riêng cho biến thể. Nhiều nhà phân tích nói rằng các quan chức của chính quyền ông Biden đang đặt cược vào việc tiêm vaccine cho đa số người Mỹ trước khi các biến thể lây lan rộng rãi ở nước này đến mức cần phải có các vaccine mới. Tổng thống Biden rõ ràng đang cần có sự cân bằng giữa việc thực hiện lời hứa Mỹ sẽ có đủ vaccine cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 5
và tham gia vào nỗ lực toàn cầu để đánh bại đại dịch trước khi các biến thể trở thành vấn đề lớn của thế giới. Thật là cần rất nhiều điều lo lắng khi con đường phía trước vẫn còn khá mờ mịt. Các nhà khoa học vẫn chưa biết khả năng bảo vệ của vaccine sẽ kéo dài bao lâu và liệu một số biến chủng có thể làm vô hiệu hóa loại vaccine ban đầu hay không. Đồng thời, các nhà sản xuất cần tiếp tục sản xuất liều vaccine ban đầu cùng với bất kỳ liều tăng cường nào. Bản tin thứ 5. Tỷ giá đồng đô la hôm nay 8 tháng 4 giảm sâu khi giới đầu tư lo ngại lạm phát Mỹ. Một tin cực nóng là đồng đô la trên thị trường quốc tế giảm sâu do giới đầu tư lo ngại lạm phát Mỹ sẽ tăng nhanh trong thời gian tới do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ và tài khoá siêu lỏng. Báo giới nước ngoài nhận định kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có sự thâm hụt thương mại và ngân sách. Trong một báo cáo vừa công bố, Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại Mỹ tăng 4,8% lên mức kỷ lục 71,1 tỷ Mỹ Kim trong tháng 2 năm 2021 do hoạt động kinh tế của nước này phục hồi nhanh hơn các quốc gia cạnh tranh khác trên thế giới. Dự báo thâm hụt thương mại Mỹ có thể vẫn ở mức cao trong năm nay. Gói kích thích tài chính được cho là sẽ thúc đẩy kinh tế nước này tăng trưởng nhanh nhất trong gần 4 thập kỷ. Hiện nước Mỹ đang triển khai gói kích cầu 1.900 tỷ Mỹ Kim và Tổng thống Biden vừa đề xuất thêm gói đầu tư hạ tầng trị giá 2.000 tỷ Mỹ Kim. Các gói kích thích làm gia tăng triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ, nhưng nó cũng gây ra áp lực tăng thuế. Chính quyền ông Biden đề xuất tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28% nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ khi nhiều dư luận cho rằng điều này sẽ làm môi trường kinh doanh của Mỹ kém cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác. Trong khi đồng đô la đang giảm thì châu Âu lại đón nhận những tín hiệu tích cực. Cụ thể, thị trường chứng khoán châu Âu vừa chinh phục mức cao kỷ lục mới sau khi các số liệu kinh tế khu vực vừa được công bố khá tốt. Điều này đã mang đến niềm tin cho các nhà đầu tư. Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.